Trong bài viết trên tạp chí LaPoi của Paris, nhà khoa học chính trị, nhà phân tích người Pháp Bruno Tetscher đã đưa ra các dự đoán về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Theo AVA Pro, ông Tetscher nói cuộc xung đột đã kéo dài 2 năm giữa Nga và Ukraine sẽ kết thúc có lợi cho Moscow và những gì còn lại của Kiev sẽ nằm trong quỹ đạo chính trị của Nga. Nhà phân tích Pháp cho rằng tới tháng 4 năm 2024, quân Nga sẽ thắng quân đội Ukraine và kiểm soát các thành phố chủ chốt ở phía đông bắc và phía nam Ukraine, gồm cả Kharkov, Odessa, Nikolaev và Kherson. Điều này sẽ khiến Ukraine không còn tiếp cận được Biển Đen. Ông Tsetser nhận định cuộc xung đột Nga và Ukraina sẽ kết thúc vào tháng 10 năm 2025. Trong tình trạng kiệt quệ vì xung đột kéo dài, tổng thống Ukraina sẽ ký một thỏa thuận ngừng bắn với tổng tư lệnh quân đội Nga. Ngoài ra, sau nhiều năm giao tranh, Ukraina sẽ cân nhắc một thỏa hiệp cần thiết cho sự sống còn của mình. Theo The Guardian, kết quả một cuộc khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến thuộc Đại học Chicago cho thấy 63% người Nga được hỏi nói ủng hộ chiến dịch quân sự tại Ukraina. Trước đó, Khảo sát của trung tâm Levada của Nga cũng đã ra kết quả là 75% số người tham gia ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.